Đây là một cái cổng để bước vô chùa đây. Và chùa này là trong những chùa lớn nhất của miền Nam California mình nè mọi người. Người ta còn gọi đây là chùa Đài Loan. Mà nó có một cái tên của cái chùa này là mình thật ra đọc cũng hơi khó khó ha, là Highlight Temple. Cái chữ đầu nó là H S I, mình không biết đọc là Highlight hay là Highlight, nhưng mình cứ đọc là Highlight đi anh Bình hả. Highlight Temple. Đây là cái cổng bước vô đây. Hello chị Cúc. Hello chị Châu. Hello chào cả nhà đi, đừng hello, chị Châu. Hello chào cả nhà. Cúc nói hello chào mình chị Châu là cả nhà cùng lên. Hello anh Bình. Hello anh Long. Đó, hello, chào cả nhà. Trời ơi, hôm nay là mấy anh em tụi Châu không có mặc áo dài nữa. Tại cứ nói là hết Tết. Thôi bây giờ mình đi lên trên ha. Bây giờ sẽ dẫn cả nhà đi tham quan chùa Highlight Temple cùng với tụi Châu nha. Bây giờ thôi, giờ tụi này bước chuẩn bị đi lên. Nhưng mà trước khi đi lên để Châu quay tour một sơ cho cả nhà xem đây, phía ngoài đây đó. Nè, cái đường đi lên nha cả nhà. Đó, đây họ có họ để nè, cả nhà thấy họ làm những cái ranh, những cái đặt những cái bục gỗ đó là cho mình chạy đừng có bị lộn á. Đó, và nhìn qua bên kia cũng có đồi bên kia ha. Đây nó có hai đường nha cả nhà. Bên đây là đường xe chạy xuống ha. Đó, cả nhà thấy có mũi tên gạch nữa. Và bên đây khi mà mình chạy vô á là mình đi lên bên đây. Bên phải và bên trái xuống. Thì cho thấy ở ngoài để có biểu tượng ở ngoài, đây là con voi nhưng mà mình không hiểu nó là ý nghĩa gì. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu là mình đi lên nè. Cả nhà thấy. Rồi. Châu sẽ dẫn cả nhà đi lên với Châu. Giờ mình đi vào bên trong. Ở bên mỗi một cái cột á, họ làm những cái lồng đèn nhìn đẹp quá ha. Đi. Trang trí quá đẹp luôn á. Mình đi vô trong bên đây tối anh Bình. Đây hả? Rồi dẫn đường nha. Tại vì chùa này á, là thật ra Châu có đi nhưng mà chắc cũng 20 năm có rồi. Bây giờ mới trở lại thành ra không còn nhớ. Nó phía sau chùa họ trang trí cũng đẹp lắm. Trang trí Tết á. Giờ lát rồi mình đi bộ vô bên đây. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Mai Châu Đi Lót hôm nay nha. Bây giờ Châu sẽ mời cả nhà cùng đi với Châu vô bên trong chùa nữa, ra phía sau nữa. Phía sau nó họ trang trí Tết rất là đẹp luôn. Thì Châu sẽ mời cả nhà cùng đi với Châu nha. Let's go. Mình đi bên trong bên đây đúng không? Rồi. Đây, Châu cầm cho. Đi. Thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn cả nhà. Nắng ấm. Lâu lâu có luồng gió nó tới nó hơi lạnh tí xíu. Nhưng mà thật ra khí hậu thời tiết rất là đẹp và ấm áp vô cùng. Happy New Year. Happy New Year. Cái đó là làm gì vậy anh mình? Vậy hả? Ok, mình mua đồ. Có hai ông đây. Đây để cho quay sơ cả nhà xem. Đây. Và cái tên của chùa đây nè cả nhà. Đó. Thì cho không biết là đọc thật sự đúng là như thế nào thì cho đọc là Highlight Temple. Đây là họ có bán những cái quà chắc lưu niệm quá. Please note that there's no video or camera in the shrines. Oh, no camera? Nor videos in the shrines. Oh, inside, right? Inside. But outside, outside we can video outside, yes. Right? Okay, thank you. Yeah, thank you. Thank you. I just right here, the camera yes. Right here. Yeah. Yes. Thank you. Let me know that. Yeah. Họ không cho mình quay camera bên trong nha cả nhà. Thì Châu chỉ đứng được bên ngoài đây thôi. Để mà Châu quay cho cả nhà xem. Rồi mình đi qua bên đây đi chị Cúc. Ba
Bên đây bình xả nè. Ok. Rồi, anh Long cầm cho em nha. Để em xả đây. Cút có xả. Ok, thôi mình đi tiếp. À, bên trong à, nãy Châu vô, Châu chỉ xá thôi nghe cả nhà. Tại vì họ không có cho để mình quay camera hay là chụp hình bên trong. Rồi Châu ra bên ngoài rồi đây. Rất là đẹp luôn. Chùa này thì người Việt của mình ở đây thì họ gọi là chùa Đài Loan nghe cả nhà. À, vì chủ của ngôi chùa này là người Đài Loan. À, cho nên là họ gọi là chùa Đài Loan. Yeah. Wow, đẹp quá. Và bên đây có cái làm cái thác nước đổ nè, đẹp quá nè cả nhà. Quá đẹp luôn nè. Đẹp quá. Đây, cái tượng Phật này. Của Phật tự người là như Phật Quan Thế Âm. Rồi. Bây giờ mình đi một vòng ra bên ngoài nhé. Cái cách họ trang trí quá đẹp luôn anh Long ha. Đẹp dễ sợ. Cái này là lên bên trong. Thì bây giờ Châu sẽ đi vào bên trong trước, xong Châu sẽ đi xuống cái sân sau cho cả nhà xem. Rồi nhờ anh Long cầm máy giùm nha. Rồi anh Long follow theo Châu nha. Rất cảm ơn hôm nay nhờ anh Long làm cameraman giùm Châu. À, lần đầu tiên thì Châu đến đây là cách đây cũng đã là chắc 20 năm, 20 mấy năm rồi đó cả nhà. Thì hôm nay Châu đến thì tại vì hôm nay là ngày vào dịp Tết, thành ra họ trang trí để mà trang trí cho Tết thì họ vẫn còn chưa có dẹp, thành ra nhìn còn nó quá đẹp đi. Đối với Châu nhìn rất là lạ, giống như lần đầu tiên Châu đến luôn á, tại đi lâu quá rồi. Hôm nay là mùng, tính ra là cũng còn mùng là còn Tết phải không cả nhà? Chưa qua mùng 10. Và hôm nay là thật ra mới có mùng 5 Tết thôi. Đây, cả nhà cùng đi tham quan với Châu nha. Từng cái mình đi đây, từng cái cô là có những cái tượng Phật nè cả nhà. Dạ. Rất là đẹp luôn. Bây giờ Châu sẽ quay rõ từng cái tượng Phật cho cả nhà xem. À, anh Long. Rồi cảm ơn anh Long. Để em, tại vì em muốn quay á, những cái tượng Phật để tại đây cho cả nhà mình xem. Đây. Cái này nó hơi bị tối nha cả nhà, tại vì nó bị ngược với ánh sáng, thành ra hơi bị tối một tí. Tôi sẽ lên xong rồi, tôi sẽ lên xong.
생공지대가 là người Mỹ nè cả nhà, nhưng mà Châu nghĩ ông này rất là trong những người rất là thích về đạo Phật. Có thể ông ta theo đạo Phật luôn. Thế ông ta đứng mà chắp tay rất là chân thành. Đây còn những cái bậc thang đi lên nữa nè cả nhà. Mà bây giờ Châu, tại vì Châu muốn quay ở phía dưới trước cho cả nhà mình xem nha. Đây. Đẹp không anh Long? Do not enter. Đó, tên của chùa đó cả nhà. Châu đọc là Highlight Temple. Đây là trong những chùa lớn nhất của nhất nhì, cho nói vậy cho nó dễ đi, nhất nhì của California, miền Nam California mình. Ở phía trên này. Cây lucky nè cả nhà, quá đẹp. Chú rùa đấy cả nhà ơi, chú rùa đang nằm giữa vườn rừng hoa rất là đẹp. Người ta đứng vô mấy chỗ này chụp hình cũng nhiều quá nè cả nhà. Hôm nay là mùng năm Tết mà bà con mình cũng vẫn còn mặc áo dài cũng nhiều, tại vì còn mùng là còn Tết phải không cả nhà. Wow, đẹp quá. Ở trên đỉnh núi Bà, trên đỉnh Bà, toàn Phật cộng. Đến chụp lại cho chị với mình tắm lên về nè. Phải nói thì thác quan ta. Công nhận bộ đồ này vô hình ốm nè. Mà bộ đồ kia vô hình mặt. Nhung mới làm cho mình ốm. Phải không? Cái Nhung á. Nhung làm cho mình già hả? Nhưng mà mình ốm. Già cái gì vô tôi đánh trẻ trung như mà già gì tại tây bộ mà các thợ decorate rất là đẹp luôn á. Okay, then let me just put... Lily, come here. Let's go upstairs. Đủ màu sắc luôn nè, xanh đỏ tím vàng đầy đủ hết luôn, đẹp quá. Cái cây bỏ hai cái trang trí hay cái đồ treo hai bên nó nhìn quá đẹp luôn cả nhà. Có nguyên một cái khoảng sân rất là rộng rãi luôn.
mừng năm mới. Đây là chúc mừng năm mới nè cả nhà ơi. Đẹp dễ sợ. Hôm nay thì thật ra không có đông lắm nha cả nhà. Năm thì đông hơn. Và tại vì hôm nay cũng là mùng năm Tết, thành ra cũng không có đông lắm. Cháu thích nhất là cái cây này nè. Quá đẹp luôn. Đó, cả nhà thấy nhiều người đã chọi lên đây. Giống như mình xin, mình nguyện, mình mơ ước một cái điều gì đó. Mình xin may mắn, mình hãy lên trên đây nha, là mình sẽ được. Ở nhà lấy người ta chọi nè. Trước khi chọi lên là ai cũng xì xầm nhỏ 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 trong miệng, xong rồi chọi lên đó cả nhà. Dễ thương. Đây có bán nè. Mình mua. Cô ơi là hai cái 5 đồng đó không cô? Ở đây có chọn, ở đây nè có số. Dạ, có số này là cái gì vậy cô? Có gì hết á, mình có số thì mình lấy ra. Ồ, vậy giờ con cháu lấy hai cái đi ha. Lấy đại hả? Lấy đại. Dạ. Có chữ anh nè. Ồ, vậy. Ý nghĩa trong đó. Ồ, nó có ý nghĩa hả? Dạ. Dạ, for health, cho good luck thôi cô. Cái này là mình ăn cát tường. Dạ, mình ăn cát tường. Ok, lấy number one đi ha. Hẹn cái... Cái này là an lạc. An lạc. Healthy. Healthy, dạ. Ok. Số 1 với số 2. Dạ, yeah, số 1, số 2. Hai cái 5 đồng nha cả nhà. Cô nói là cái này là mình cầu nguyện xong rồi mình quăng lên cái cây này gọi là cây gì cô? Cây cầu nguyện. Cái này gọi là cây cầu nguyện nha cả nhà. Đây cho mua hai cái. Hai cái 5 đồng. Trước khi mình quăng lên mình cầu nguyện và mình xin những cái gì may mắn và sức khỏe đến cho mình và gia đình nha cả nhà. Cameraman nhớ theo em nha. Thì bây giờ trước khi cho quăng lên, Châu sẽ cầu nguyện cả nhà. Châu chỉ cầu nguyện sao cho mình có nhiều sức khỏe, gia đình, con trai Châu, bố mẹ Châu, mọi người đều khỏe, thật thật nhiều sức khỏe. Và năm 2023 thật sự là những gì mà ai đáng đến tốt đẹp nhất sẽ đến với cho gia đình của Châu và cho tất cả mọi người, mọi nhà luôn nha. Rồi bây giờ Châu quăng lên đây. Bây giờ Châu sẽ quăng lên nha cả nhà. 1, 2, 3. Rồi. Một cái rồi. Còn một cái nữa nha. 1, 2, 3. Yeah. Cho quăng hai cái đều dính ở trên cây hết rồi cả nhà, không có bị rớt xuống. Và để cho Châu xả trước khi Châu đi. Rồi. Châu xin cho có sức khỏe cho Châu, gia đình Châu, con trai Châu, bố mẹ Châu và cho tất cả mọi người trên thế giới này luôn. Mọi nhà mọi người đều có sức khỏe, đều bình an. Bây giờ Châu sẽ mời dẫn cả nhà đi cùng đi tham quan tiếp với Châu nha. Cảm ơn Long nhiều, anh cameraman của Châu.
Giờ mình đi tiếp nữa anh Long ha. Em muốn đi gì anh Long biết không? Muốn đi vô bên trong đây nữa nè. À, xong xuôi hết rồi em sẽ qua đó chụp hình. Nãy giờ anh Long chụp hình nhiều không? Được 4-5 tấm hả? Anh Long đi chùa này được mấy lần rồi? Được 3 lần. Em đi đây lần thứ 2 trở lại đây. Rồi. Chùa này thật sự lớn thiệt á. Đây cũng có một cái đường đi lên nữa nè cả nhà. Đó. Cho quay. Cái trên này mỗi một cái ô vuông họ treo những cái lồng đèn đỏ, cái lồng đèn đỏ rất là đẹp. Và ở đây có những cái tượng Phật đây. Rất là đẹp luôn. Hai bên, ngay bên trái bên phải đều có hết nha cả nhà. Đây. Cái tượng này lạ quá ha. Đây mình gọi là khúc gỗ ha. Cái này là gỗ nè cả nhà. Dạ, điêu khắc ra đây. Bohihame Châu cũng không có rành là tượng này, ông này mình gọi là cái tên là gì nữa mà cặp mắt rất là lạ. Sao anh Long biết là Đạt Ma Sư Tổ? Mình có biết về Phật. Dạ. Đạt Ma. Bằng cái khúc gỗ nè. Wow. Cái gỗ này xưa lắm rồi đó nghe, chắc cả ngàn năm á. Rất là gỗ mà mình giờ vô mình cảm thấy giống như là đá luôn á, anh Long, nó cứng á. Dạ, thường những cái gỗ mà tốt là nó. Đây. Đẹp quá ha. Dạ. Rồi ở đây có tượng Phật Tổ nè. Màu vàng hết, đẹp quá ha. Cái này giống như tượng Phật của Ấn Độ á, anh Long nè, phải không? Tại vì thật sự cả nhà biết không, thì Châu cũng không có rành, thành ra nhiều khi mình nói lỡ mà Châu có cái gì không nói không có đúng thì xin mọi người có comment ở dưới cho Châu biết nha. Dạ, xin có góp ý kiến dưới phần bình luận, dưới phần comment cho Châu biết. Châu rất cảm ơn. Bây giờ đi tiếp vô nữa. Cái đường lên trên đó là mình đi cái đường nào hả anh? Dạ. Đây. Ở đây có University of the West gì đây. Đẹp quá ha. Thì mỗi một bên đó là một cái ô vuông vậy là có những cái tượng Phật. Cả nhà. Ở đây chắc bán mấy cái đồ lưu niệm quá phải không? Chắc hình như họ bán á. Dạ, mấy cái tượng Phật nhỏ nhỏ cũng đẹp ghê á. Nè, con thỏ nè, con thỏ màu đỏ nè anh Long. Nè, bữa em đi hội chợ. Em định nè. Thỏ màu đỏ dễ thương chưa? Người Tàu, người Hoa thì người thật sự người Hoa họ không có tính con mèo, họ không có mèo ha. Gọi lại là con rabbit. Chú thỏ này dễ thương quá. You sell this? You sell this? Yes. Okay, how much? $30. $30 for this? Yes. Oh. And this, yeah, this is another style. Oh. And this one 30. Cái thỏ này dễ thương quá. Ok, anh Long ơi, anh Long cầm giùm cho em đi. Đứng ngay góc bên đây luôn. Góc ở đây. Dạ.
Tại vì Châu cũng muốn mua thôi, mình đến mình vừa mua mà coi giống như là mình vừa mua một cái món quà để làm, vừa làm kỷ niệm của năm con mèo. Vừa giống như là mình cũng gửi chút xíu cho chùa. Mình giống như mình cúng vườn cho chùa đó cả nhà. Ok, I take this one. Okay. Thank you. Yeah. That's a 40. Yeah, I give you. Huh? Which one? This one with the bag? Yeah, that's one with the bag. Maybe I can hold like this. I can hold, yeah, I know. Yeah, maybe I can hold this because they're so cute. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Happy New Year. Rồi cả nhà, trong mua một con chú thỏ rất là dễ thương, đây có túi tiền may mắn nữa nè. Cực kỳ dễ thương chưa? Rồi. Thank you. Bye bye. Rồi thôi bây giờ mình cái này mà mình muốn lên lầu là mình phải qua đây nè anh Long. Dạ thôi, mình đi ra ngoài đây, trong đó là bán sách này kia thôi. Mua được chú thỏ rất là thích luôn nha cả nhà. Châu không lấy cái túi để cho ôm luôn. Màu đỏ coi như là may mắn đi anh Long ha. Hello, xin chào cả nhà. Châu rất là thích cái cây may mắn này nha cả nhà. Họ làm cái kiểu mà màu vàng hết, xong mình bỏ đỏ lên á, mình bỏ những cái dây cầu nguyện màu đỏ lên rất là đẹp luôn. Bây giờ mình đi lên đây nha. Rất cảm ơn anh Long, một người bạn rất là nice, rất là dễ thương của Châu. Hôm nay là ngày nghỉ của anh Long, thành ra là alo rủ anh Long xuống liền để đi với Châu. Đi với Châu thì thật ra không có gì sung sướng hết đó cả nhà. Gọi là bị đài, bị đỏ. Đúng không anh Long? Nhưng mà anh Long vẫn happy, vẫn vui đúng không? Rất cảm ơn anh Long nhiều đã cùng đi với Châu, làm cameraman giùm cho Châu. Bây giờ Châu sẽ vô thắp nhang nghe cả nhà. Rồi anh Long đứng đây nha, em lấy nhang em thắp nhang. Đây họ nói là chỉ one stick of incense each person, là coi như mỗi một người chỉ được là thắp một cái nhang thôi nha cả nhà. Tại vì Châu nghĩ đông nhiều người quá, nếu mà mỗi một người thắp ba cây như vậy thì nó nhiều quá thì nó sẽ không có hay lắm, là sợ khói đồ nhiều nữa. Thì bây giờ Châu sẽ thắp nhang ở đây. Để Châu để con thỏ xuống chút xíu cho thắp nhang nha. Châu muốn hồi nãy Châu con có mua con thỏ, nhưng mà Châu cũng muốn chút xíu để mà cúng vườn, gửi cúng vườn cho chùa ngay cả nhà.
Ok, bây giờ mình đi nha anh Long. Cảm ơn Long nhiều. Dạ. Yeah. Đẹp quá ha. Dạ. Yeah. Đây có bốn cô dài. À, gọi là màu tím, cam, xanh, hồng, đỏ ha. Đẹp quá. Dạ. Yeah. Thì cho cả nhà mình xem đây nè, là phía trên của chùa. Rồi Châu sẽ quay xuống, nhìn xuống cho cả nhà xem nha. Đây, năm con thỏ, hình con thỏ, chú thỏ đây. Và sau lưng bên kia là những ngọn đồi, cả nhà thấy không? Tại chùa này là nó nằm trên đồi. Dạ. Thành ra nó rất là đẹp, phong cảnh xung quanh đây phải nói là đúng cái nơi để cho mình gọi là tu hành á. Ở đây nó đẹp là nhờ cái đồi, nằm trên đồi anh Long. Dạ, giống như già đồi cao. Thành ra giống như mình cảm thấy chùa xây nơi đây nó rất là yên tĩnh và đúng cái nơi để cho mình tu hành á. Dạ. Dụ cho những người mà đi tu á, rất là ý nghĩa luôn. Bên kia có những đồi rất là đẹp không? Xung quanh đây. Ủa anh Bình với chị Cúc đâu rồi hả anh Long? Dạ. Con này là cháu mới mua nha. Anh Bình với Cúc đâu biết đâu phải không? Đó. Con thỏ đây mà con thỏ thường màu trắng, bà này màu đỏ nghe cả nhà. Và thôi cho Châu tạm ngưng cái video clip tại đây nghe cả nhà. Hồi nãy giờ Châu cũng đã review hết cảnh chùa Đài Loan và trong những chùa lớn nhất gì của miền Nam California mình. Và năm mới cho Châu và những người bạn Châu, anh Long, chị Cúc, anh Bình. Bây giờ mình chúc Tết cho mọi người nha. Mình nói một lượt cho vui nha. Chúc mừng năm mới. Năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng đến tất cả mọi người, mọi nhà. Gọi là cúng hỷ sao mình cúng hỷ phát trời. Dạ. Phải không? Cúng hỷ phát trời hả? Ồ dạ. Anh Long chào tiếng Hoa ha. Cúng hỷ phát trời phải không? Dạ. Chúc mừng năm mới. Chào mọi người nha. Happy New Year.